Bây giờ nói hết chương 3 là tùy bệnh đối trị. Cái chương này mới là quan trọng. Nếu người đa dục dùng pháp môn bất tịnh trị, nếu người nhiều nóng giận dùng pháp môn từ bi trị, nếu người nhiều ngu si lấy pháp môn quán nhân duyên trị, nếu người nhiều lo nghĩ lấy pháp môn niệm hơi thở trị, nếu người đẳng phần tức là tham sân si đồng nhau lấy pháp môn niệm Phật trị, bao nhiêu thứ bệnh có bấy nhiêu thứ pháp môn để trị. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu một cái điều khẳng định rằng đạo Phật là đạo đối trị tâm bệnh chúng sanh để mà dạy họ tu cho hết những cái bệnh của họ. Bệnh đó là tâm bệnh. Cho nên tôi nhớ trong Pháp Bảo Đàn Lục Tổ có nói Phật dạy tất cả pháp để trị tất cả tâm. Ta không có tất cả tâm thì đâu còn cần tất cả pháp. Như vậy mỗi pháp của Phật dạy là để trị một tâm bệnh của chúng sinh. Chúng ta có bệnh nào thì dùng cái pháp đó để trị. Như vậy thì nếu khi nào bệnh của chúng ta lành như Lục Tổ thì còn có dùng pháp nào để trị nữa không? Thì vì vậy mà trong kinh thường nói pháp của Phật cũng như là chiếc bè qua sông, phải không? Nếu qua khỏi sông rồi chúng ta bước lên bờ thì có vác chiếc bè theo không? Cho nên Kinh Kim Cang Phật nói pháp thượng ưng xã hà vốn phi pháp. Cái pháp chánh đó, mà đến khi không cần còn phải xả, vốn là những cái pháp tà mà chúng ta chấp giữ sao? Như vậy thì cái pháp của Phật là thuốc trị tâm bệnh cho chúng ta. Ai có bệnh gì thì dùng thuốc đúng như vậy mà trị. Mà thuốc bệnh chúng ta biết rõ dùng đúng thì trị sẽ lành. Còn nếu chúng ta không biết rõ dùng không đúng thì trị hoài không lành. Đó là cái quan trọng. Cho nên sở dĩ chúng ta phải học, học là để biết, biết rồi để dùng trị. Chứ còn nếu không học thì đâu biết, mà không biết thì làm sao trị. Cho nên những người tu Phật mà không chịu học kinh cho hiểu mà nói tu theo Phật thì quý vị nghĩ tu sao? Như mình bệnh mà không hiểu thuốc gì hết mà nói trị bệnh thì trị sao? Như vậy cho nên chúng ta phải nắm cho vững rằng chúng ta tu là trị những tâm bệnh xấu dở của mình để trở thành hay, thành tốt, thành thanh tịnh sáng suốt. Vì vậy mà chúng ta phải biết mình có bệnh gì và biết Phật dạy cái pháp nào để trị cái bệnh đó, nắm cho vững, ứng dụng tu. Đó là cái lối trị bệnh. Như vậy thì đạo Phật có cái gì huyền bí không? Nghĩa là trị tâm bệnh của mình. Mình có bệnh, Phật dạy phương pháp trị. Thì như vậy trị hết bệnh. Như những cái nhà y học, người ta biết bệnh của bệnh nhân, bệnh gì, dùng đúng thuốc đó trị. Thì như vậy, bệnh về thân thì bác sĩ dùng thuốc trị được lành. Nếu bác sĩ dùng thuốc trị bệnh lành thì cái phương pháp trị đó và những thứ thuốc của bác sĩ dùng đó nó là huyền bí hay là nó là chân thật? Tự nhiên nó là một pháp thật, phải không? Nó là khoa học. Thì bây giờ Phật dạy cũng vậy. Chúng ta có bệnh, Phật chỉ một phương pháp trị, thì phương pháp của Phật dạy đó gọi là pháp. Bệnh của chúng ta đó là cái bệnh thuộc về tham, thuộc về sân, thuộc về si, nhân. Thì chúng ta dùng đúng phương pháp trị đúng bệnh
thì nó lành. Như vậy thì pháp Phật có phải khoa học không? Nếu pháp của thuốc của bác sĩ trị lành bệnh, nó đó là các cái nhà khoa học chế thuốc trị bệnh rất hay. Còn giờ Phật dạy mình một phương pháp trị lành tâm bệnh mình thì cũng là một khoa học, một môn học thực tế, không có cái gì huyền bí hết, phải không? Mà bây giờ mình tô hơi huyền bí một chút. Có huyền bí không? Nghĩa là Phật dạy pháp để trị bệnh rồi, đệ tử Phật lại làm biết, không dùng pháp trị cứ kiếm xin Phật à. Bây giờ thưa Phật, con nóng nảy quá, Phật cho con được được nào hết nóng, phải không? Thì như vậy đó là ưng trị bệnh hay là ưng xin Phật cho thuốc, tự cho ban cho mình cái mình hết. Cái điều đó là cái điều sai lầm, mình không hiểu đạo Phật. Cho nên là tôi thấy gần đây chúng ta hay thờ tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi quý bà quý cô tới lại, lúc này con phiền não quá, nhờ mẹ thương rưới nước cam lồ cho con hết phiền não, thấy không? Thì cứ lại đến và lại xin rưới cho mình hết phiền não, mình không chịu tu. Phiền não là do chấp tham hoặc sân hoặc si gì đó mà mình không chịu tìm cái bệnh của mình, rồi không tìm cái pháp tu mà cứ đi xin mẹ cho con được nhẹ nhàng mát mẻ hết phiền não. Quý vị có làm việc đó không? Không. Như vậy thì Phật tử trung thành với Phật quá đổi. Phật giả ít mà mình làm nhiều. Cho nên trên cái phương diện tu, chúng ta phải hiểu cho chín chắn để rồi cái ứng dụng tu mới có kết quả. Thế còn hiểu cách sai lầm thì dù ta tu Phật 10 năm, 20 năm rốt cuộc cũng không kết quả gì. Rồi trở lại theo đạo Phật mà Phật không cứu mình sẽ khổ, phải không? Đó. Bây giờ đi thẳng về cái phương pháp trị, pháp môn trị đa dục. Người dâm dục nhiều nên tu quán bất tịnh, từ chân đến đầu đầy dẫy bất tịnh, tóc, lông, móng, răng, da mỏng, da dày, máu, mủ, thịt, gân, xương, mạch xương, tủy, gan, phổi, tim, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, phẩn, nước tiểu, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, nước mắt, nước rái, đất, ốc, bong bóng, mặt, đàm, bầy nhầy, mỡ sa, mỡ ốc. Đó là 36 vật bất tịnh trong thân. Cái chỗ này tôi giải thích cho quý vị thấy cách tu. Nhiều khi quý vị nghe rồi kể mà không biết tu làm sao. Bởi vì người mà nặng về ái dục thì cái đầu tiên của họ là họ thích cái sắc đẹp, phải không? Nếu thương ai thì phải nghĩ là người đó đẹp mới thương, cho nên họ nặng về sắc đẹp. Nó đã nặng về sắc đẹp thì phải làm sao cho họ tỉnh rằng tất cả không có cái gì đẹp hết á. Phải như vậy. Mà muốn tỉnh cái điều đó, nhiều Phật tử không có nắm vững cái lối tu, rồi nghe nói quán bất tịnh, cái là mình cứ quán người A, người B đó, người mà mình thương đó, mình quán họ bất tịnh. Nhưng mà quán họ bất tịnh mất hết, mình không có bất tịnh chút nào đó. Cho nên cái đó là cái sai lầm. Thành ra quán bất tịnh là quán ngay nơi mình đó, ngay nơi thân mình. Có 36 vật, kể ở đây là 36 vật, nó đều nhơ nhớp. Mà nếu thấy thân mình nhơ nhớp rồi thì biết thân người khác sao cũng là nhơ nhớp. Rồi mà nếu chán thân mình thì tự nhiên chán thân người. Như vậy thì chán thân mình, chán thân người thì cái ái dục không còn. Đó là cái lối trị bệnh. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị thấy, như chúng ta kể trước tiên là tóc, là lông,
món răng. Tức là khi ngồi thiền, chúng ta nhớ ngay trong thân của mình, từ đầu tới chân, nào là tóc, nào là lông, nào là móng, nào là răng, rồi da dày, da mỏng. Quý vị kiểm kỹ coi trong bao nhiêu thứ là các thứ nào sạch không? Thường thường người ta hay trang sức bằng tóc, thấy không? Người nam, người nữ cũng dùng tóc để mà trang sức đó. Như vậy mà tóc có sạch hay là nhớt hay là dơ? Nếu quý vị nào tóc dài, nấu nồi canh, biết sao có sợi tóc rớt trong nồi canh, thì khi hút canh lên có sợi tóc ở trong đó. Người nào ăn mà gặp cái tổ canh có tóc đó, hoặc có gốm không? Nếu nó là sạch thì không ăn gốm, phải không? Mà gốm nó thì hết sạch rồi, phải không? Như vậy thì sợi tóc là quý nhất ở trên đầu mình, mà nó còn không sạch. Rồi tới những sợi lông, rồi tới móng tay, móng chân, rồi răng, rồi da mỏng, da dày, có cái nào sạch không? Nó kiểm tới đâu thì thấy nó nhớt tới đó. Như bình thường chúng ta không có nhổ răng thì thấy răng mình cơ bộ cũng dễ coi, nhưng mà khi nhổ ra rồi thì quý vị cầm mà ngửi thì coi có thể dễ chịu không? Thì như vậy có cái nào mà sạch? Mà tại mình cứ ngỡ nó là sạch, ngỡ nó là sạch, rồi lầm tưởng, tự nhiên lầm tưởng nó là sạch, rồi tưởng sạch cho nên sanh ra cái tâm quý mến. Mà quý mến rồi mà có cái bệnh ái dục. Vì vậy cho nên mình xét kỹ thân mình từ đầu tới chân, cái nào cũng nhớ lên trên, quán tất cả đều nhớ hết rồi á, thì chừng đó thân mình là nhớ, thân mình là một cái bô đại kỷ. Thì mang cái bô đại kỷ này là cả đã là mệt, đã là gốc rồi, mà giả sử có cái bô nào khác nữa để gần thì chịu nổi không? Thấy không? Tại vì bản thân nó là nhớ rồi, mà còn kiếm cái nhớ để gần nữa thì càng gốc hơn nữa. Mình xét vậy rồi tự mình thấy gốc mình, rồi mình sẽ gớm người. Mà khi gớm người ta lại còn có ái dục không? À, tự nhiên cái bệnh nó hết trơn. Thì như vậy, cái quán bất tịnh là để trị bệnh ái dục. Người là nặng đó thì Phật dạy phải quán, quán kỹ chừng nào thấy thân mình đúng như thật, gớm ghê nó rồi, thì chừng đó cái bệnh ái dục hết. Bởi vậy, nên hồi xưa, lúc Phật còn tại thế, Phật dạy các thầy tỳ kheo trẻ quán bất tịnh, quán cho tới lúc mà các ngài thấy nhức quá chịu hết nổi rồi, cái lại năn nỉ huynh đệ làm ơn cắt cổ giùm tôi, vì gốm quá chịu hết nổi. Rồi năn nỉ còn có nhiều đồ đạc đó, xin tặng hết cắt cổ giùm tôi gốm quá chịu không nổi. Rồi quý vị thấy tội nghiệp năn nỉ quá đó, cắt cổ giùm. Các cô dùm chết mấy chục vị. Thế trình Phật hội chúng bạn thấy chấm mặt nhiều quá, hỏi tại sao? Thì quý vị nói rằng mấy huynh đệ họ quán bất tịnh, gớt quá là chịu không nổi, họ nhờ tụi con cắt cổ dùm. Như vậy vị Phật quở, Phật nói rằng ta dạy các ông quán bất tịnh để trị cái bệnh tham dục. Mà khi mà các ông gốm rồi phải ngừng, trở con bất tịnh. Cái này mấy ông bất tới mãi thì thành nó gốm, nó quá đến tự tử, đó là sai lầm. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái thuốc trị bệnh, mà nếu cái bệnh lành thì thuốc phải bỏ, bệnh đã lành rồi mà cứ dùng thuốc hoài thì chết. Kiểu vậy mới thấy cái ý nghĩa Phật dạy tu đâu đó nó rành rẽ, chứ không có phải như người khác tưởng rằng. Đó là một cái lối quán bất tịnh về cái thân của mình, có 36 bậc. Còn một lối quán khác nữa nó còn mạnh hơn. Hồi xưa ở Ấn Độ thì có cái rừng gọi là Thi Lâm, mỗi nơi đều có cái rừng để rồi ai
chết cho đem thay vô bỏ trong đó, phải chôn cất phải thiêu, gọi là thi long. Thì các thầy tỳ kheo còn trẻ bị cái bệnh ái dục nặng, thì Phật dạy tới cái chỗ thi long đó mà quán cái thầy chết. Cho nên đây cũng nói lại quán bất định có chín thứ theo thứ tự: một là quán thay mới chết bằng xanh, hai lần lần xình chưa, ba kế nứt nẻ, bốn máu chảy ra, năm rụt rã, sáu lầy thúi, bảy dòi thú đục an, tám xương mục, chín thiêu rụi. Đó gọi là cử hưởng bất định quán, hay là quán chín cái thứ bất định. Thì cái này nó còn mạnh hơn nữa, những này không có thấy thân sống mà thấy cái thân chết. Bởi vì thân người ta, như tôi thường hay nói, khi sống chúng ta còn hơi ấm, còn thở, cho nên nó hoạt động mềm mại, thấy nó dễ thương. Nhưng mà khi chết rồi thì cái thân nó, đầu tiên nếu không có để vô quan tài liệm kỹ, gói ghém kín, thì quý vị sẽ thấy như sao? Để chừng một hai ngày tới nhìn cái thay đó thấy sao? Nó bọc xanh, phải không? Mà quý vị có ngán không? Có sợ không? Rồi nếu mà để đôi ba ngày nữa, cái lần lần cái bụng nó to lên, phải không? Cái sừng, sừng từ cái bụng, rồi cái sừng lần lần, rồi sừng to lên, rồi cái kế đó là nứt ra, nứt răng răng. Nứt rồi cái thì nó chảy máu me ở trong thân chảy ra, rồi lần lần cái chảy hết rồi cái da gân rồi nó rụt ra, nó rã rời. Rồi thấy nó lầy thúi, kế nó thấy dòi tựa đục. Rồi hoặc là các con chim kênh kênh và quả nó ăn chuột rồi nó móc. Rồi thấy lâu cái xương nó mục, xương mục cái người ta lượt xương ta đem ta đốt cho chiều rụi. Như vậy thì cái thân chúng ta nó quý tới ngàn nào, quý gì thấy nó quý ngàn nào? Nó không quý gì hết à. Mà ai động tới chúng ta có chịu không? Có nhịn không? Thân mình không quý, cái lẽ thật nó là như vậy. Mà ai xúc phạm tới nó thì biết, phải không? Đó là một cái điều chúng ta thấy. Chúng ta sống ở trong cái tưởng tượng nhiều hơn là cái thực tế. Thực tế thân không quý. Bởi tôi thường nói, giả sử như chúng ta được cái phước mọi người đều hậu đãi, món ngon vật lạ gì cũng đem cho mình ăn, muốn gì có đấy, muốn ăn ngon có ăn ngon, muốn mặc đẹp có mặc đẹp, muốn tất cả đều đúng như cái gì mình muốn, thỏa mãn hết, một người đó có khỏi chết không? Mà tới chết rồi, một người ăn mài họ nằm chết, và một người ăn sung túc nằm chết, thì hai cái thay đó quý vị thấy thay nào dễ gớm hơn? Thay nào dễ gớm hơn? Người ăn mài nó khô cằn, thành ra máu mủ nó ít xịt, ít thúi. Còn thân này nó phệ quá, cho nên xịt nhiều, thúi nhiều. Bởi xịt thúi nhiều thì gớm nhiều. Như vậy mới thấy rằng chúng ta nuôi dưỡng cái thân để rồi tới cuối cùng chỉ là một cái đống thi thúi thôi, chứ có gì đâu. Vậy mà nếu người khác được ăn ngon mà mình bị ăn dở cái thì sao? Nhất là ở trong một chùa mà cô này được cho ăn ngon,
Cô kia bị cho anh dở không cãi không? Phúc còn ở nhà cũng vậy, thế gian thì người này được đủ thứ dịch thực ngon lành, còn người khác thì thiếu thốn, ở bên cạnh nhìn thấy không tiếc rồi. Nếu mà chúng ta biết quán thì nếu ăn nhiều con người nó phì quá thì chế thì nó nức nở rồi nó lại khôi hám nhiều chứ không gì hết. Thôi kệ, sao được, miễn sống tu tốt rồi, sống làm việc xã hội tốt rồi, chứ đừng đòi quá nhiều. Đòi nhiều là khổ nhiều chứ không có lợi gì hết. Biết như vậy đó là chúng ta biết tu. Như vậy thì cái lối quán gọi là trữ tưởng quán này, lối này là trị rất mạnh. Nếu mà ai có cái bệnh đó thì tới nhìn cái thay chết một lúc về cái chán nuốt liền, thấy không? Cái đó là mạnh hơn hết. Cái này là thuốc rất mạnh, cái thuốc trên nó còn nhẹ hơn, còn thuốc này mạnh. Mà thuốc này thì bây giờ chúng ta không có phương tiện quán được, vì gì ai chết rồi cũng giấu kín không cho chúng ta coi, phải không? Cái này khó thấy, còn 36 vật của mình thì dễ thấy. Đó là cái phương pháp quán bất tịnh thứ hai. Đến cái phương pháp quán bất tịnh nữa, người đa dục có 7 thứ yêu. Một là yêu sắc đẹp, hai là yêu dáng điệu, ba là yêu dung mạo, bốn là yêu âm thanh, năm là yêu bóng lá, sáu là yêu con người, bảy là tổng yêu. Thường hết. Nếu yêu sắc đẹp nên tập quán thay chết bằng xanh. Những sắc bất tịnh vàng đỏ cũng như vậy. Nếu người nào yêu sắc đẹp thì lại quán ngay cái thay chết để 2-3 ngày nó bằng xanh, nhìn riết được cái gốm cái hết thừa sắc đẹp nữa. Đó là một cái lối trị bệnh. Nếu yêu dáng điệu nên tập quán nó thay sình chương và nhức nẻ. Đó, người nào mà nói là người đó đi khổ yếu điệu dễ thương rồi đó thì nên quán cái bụng xình lên rồi nhức nẻ ra rồi cái thì hết dám thương. Đó là cái nói trị về cái bệnh này. Nếu yêu dung mạo nên tập quán thay máu chảy ra rồi chảy và rụt rã. À, nếu yêu cái dáng mạo của người đó thì mình quán cái thay chết nào là sình lên rồi nứt nẻ, hay là nói thấy cái máu trong nó chảy ra rồi cái thay nó rụt rã thì cái dáng mạo không còn yêu được. Nếu yêu âm thanh, tập quán người khi sắp chết có nứt lên và tắt thở đó. Nếu mà ai mà nghe cái âm thanh người đó thương cái âm thanh của họ thì quán cái lúc mà họ sắp chết, người sắp chết thì cái âm thanh nó nứt lên á, nhớ cái âm thanh đó thì hết thương âm thanh. Nếu yêu bóng đá nên tập quán bộ xương và bệnh khô gầy. Nếu mà yêu thấy bóng đá thì giờ phải quán bộ xương trắng. Đó, còn bộ xương thấy là ghê. Nếu yêu con người nên tập quán cả 6 thứ trong 9 thứ bất tịnh. Nếu yêu tổng quán đó, nếu tổng yêu nên quán cả 9 thứ, hoặc khi quán các thứ này lại khi quán các thứ khác đều gọi là quán bất tịnh. Như vậy thì chúng ta có thể quán cái thứ này một lúc rồi quán thứ kia trong 9 thứ đó, dời đổi quán thì đó là quán chung. Như vậy thì quý vị thấy trong cái phương pháp tu ở đây Phật dạy chúng ta quán bản thân mình 36 vật để rồi mình chán gớm thân. Chán gớm thân thì không có thích người khác, đó là một phương pháp nhẹ. Đến cái mạnh hơn là quán
khi chết à, cái này là rất nặng mạnh, cho nên người quán một lúc thì thấy có kết quả liền, thấy chán, thấy gốt, thấy sợ à, đó là trị cái bệnh à, trị cái bệnh của người. Đó là chỉ cho quán hai cái lối quán bất tịnh. Nếu bản nếu thân bất tịnh như thay cuối lầy thì do đâu mà yêu? Nếu yêu thân trong sạch thì thân cuối lầy cũng vẫn yêu, nếu không yêu thân cuối lầy thì thân trong sạch cũng không yêu, vì hai thân là một vậy đó. Ví dụ mình thương thấy người đó có duyên dáng thương, thương cái thân họ trong lúc còn khỏe mạnh, thì khi mà họ chết rồi cái thân họ thúi lầy đó còn thương hết thương, thương không? Như vậy thì thật là ăn ở bội bạc. Thế đó, khi người ta còn tươi còn khỏe thì thương, khi đã chết rồi cái thì cốt. Mà quý Phật tử nghĩ cái bội bạc này có người nào thiếu không? Chắc ai cũng có cái bội bạc. Vì vậy mà chúng ta thấy cuộc sống này nó hết sức là tạm bợ, kể cả cái tình thương cũng là tạm bợ. Khi còn đúng với cái gì họ thích, họ ưa thì lúc đó còn thương, mà hết cái lúc mà họ thích họ ưa thì hết thương. Đừng nói là đợi tới chết, mà giả sử như hiện giờ hai vợ chồng thương nhau rất là thành thật thương nhau, nhưng mà nửa chừng cái hoặc người chồng hoặc người vợ đi lại bác sĩ khám cho nó bị bệnh lao, bệnh lao phổi nặng, thì cái tình thương nó có bị suy giảm không? Giảm rồi, tự nhiên nó phải giảm. Giảm tại sao? Sợ lây. Thấy không? Được. Vì cái ngã mình sợ lây cho mình, cho nên rồi tự nhiên nó giảm. Như vậy thì mới thấy rằng thương người ta qua mình nhiều hơn là thương người cảm thấy. Chứ phải thương người cảm thấy họ bệnh cảm thương hơn, họ nghĩ họ cái này thương người ta, mà khi người ta bị bệnh lao, bị bệnh núi, biết rồi cái thì 10 phần còn được thì 2-3, thấy không? Như vậy thì cái thương đó là vì ai thương? Vì mình, đúng không? Thế còn nếu vì người ta thì khi người ta sống khỏe mạnh mình thương, khi người ta bệnh hoạn càng thương hơn, mà khi chết thì thương hơn nữa chứ. Mà khi chết thì dầu cho thân thiết mấy, mà nếu không có hòm rương, không có tất cả những cái đồ để mà niệm quái cho nó kín đáo, thì có dám lại gần cái quan tài không? Còn nếu lại gần là bị muối nữa, làm cho người chết càng tủi hơn nữa. Tại sao? Tại sao hồi sống không bị muối? Bây giờ người ta chết rồi cái lại gần bị muối. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta mới thấy lý đáng thương người đó lúc sống, thì khi chết dầu cho để trống trải hồi ám thúi tha cũng phải thương chứ, thì vậy mới trước sau như một. Còn này khi còn sống thì thương, mà chết cái thay gốc, chẳng những gốc mà nó còn thêm cái bệnh nữa, gớm cái thay chết, rồi sợ người chết về rủ bà con đi nữa, thấy không? Đó là khi tìm cách rồi ép rồi có đủ chuyện, thì thấy cái con người nó là sao? Sống không có thủy chung chung nào hết, phải không? Chỉ là theo một lúc, một thời, chứ không có cái thủy chung. Như vậy thì chúng ta nghĩ thế nào về mình? Có trách mình không? Bởi vì đây nói rằng
Nếu thanh bất tịnh như thay thuốc lầy thì do đâu mà yêu? Nếu yêu thanh trong sạch thì thanh thuốc lầy cũng vẫn yêu mới phải chứ. Để làm mà thuốc lầy thì gớm chứ không có yêu nữa. Thì như vậy cái yêu đó nó tùy thời, chứ nó không phải là cái yêu thủy chung. Quý vị thấy cái tâm trạng của con người mình, nếu như khi mình không biết mình, nếu tìm hai cái thật tịnh thì không thể có. Tâm người mê lầm, bị sự điên đảo gia đại, nên không phải tịnh, chấp là tịnh. Nếu phá dẹp tâm điên đảo thì được pháp quán thật tướng, liền biết bất tịnh là hư dối, không thật. Ở đây để chỉ cho chúng ta biết rõ cái tịnh là sạch, bất tịnh là nhơ nhớp. Sở dĩ chúng ta có cái tâm ưa cái sạch, chán cái nhớp, nhưng mà thực ra thì không có cái thân nào là sạch hết, thân nào cũng gốc là nhớp, phải không? Bởi gốc nó là nhớp cho nên ai cũng thấy rõ lắm. Bây giờ văn minh khá giả một chút cho nên biết cái miệng mình nó hôi thì sáng lại có kem đánh răng cho nó đỡ hôi chút, phải không? Như vậy khi mình đánh răng kem thơm thơm đó là để làm gì? Để phá cái hôi của mình, hôi của cái miệng, rồi biết rằng mình ra mồ hôi nó hôi khó chịu, cho nên rồi mặc áo rồi để thêm chút mùi dầu thơm nữa cho nó bay mùi. Như vậy thì mình có biết mình nhớ không? Biết mình nhớ. Nên nếu mà trong người chúng ta nó toàn ra cái mùi hoa sen không, chắc phải xài nữa chưa, phải không? Không ai cần xài nữa thì trang sức ra đâu, mà xài nó thì biết mình nhớ rồi. Nhưng mà khéo gia đại để mà mắt thiên hạ, đánh lừa thiên hạ, để tỏ ra mình tốt, mình là sạch, mình là đàng hoàng. Chứ thật ra thì ai cũng biết nó là cái vô lệ kinh thôi, không gì hết, phải không? Như vậy xét mình rồi, xét lại người, gẫm tới gẫm lui thì tự nhiên cái tâm chạy theo ái dục nó cạn, nó hết. Còn nếu không chịu xét như vậy rồi bị cái lầm ở bên ngoài nó che khuất, rốt cuộc rồi chúng ta không có thấy được lẽ thật. Như vậy thì tất cả cái mà chúng ta gọi là sạch là đẹp đó, nó không phải là thiệt. Và cái sạch đẹp không thiệt thì cái không sạch không đẹp cũng không thiệt luôn. Vì vậy mà nếu thấy hai cái tịnh và bất tịnh đều không có chấp nữa thì lúc đó chúng ta được cái chân thật, thấy biết đúng chi thật. Lại nữa, thay chết không có hơi ấm, mạng sống, hành thức và các căn bế tắc, người nhận kỹ thì tâm không sanh yêu mến. Thân sống còn hơi ấm, mạng sống, hành thức, các căn sáng sủa, nên tâm điên đảo, mê lầm, sanh yêu mến. Như vậy thì xét kỹ thân của mình, sở dĩ ngày nay thấy nó còn tốt, còn đẹp là bởi vì nó có hơi ấm, nó có mạng sống, nó có thành thức, rồi các căn thấy sáng sủa, nên mình sanh điên đảo mê lầm để yêu mến. Chứ thiệt ra thì xét kỹ, nếu mấy cái phần nó mất đi thì không có gì để đáng yêu. Khi tâm yêu sắc, cho đó là tịnh, tâm yêu sắc giết liền biết là bất tịnh. Nếu là thành tịnh thì phải thường tịnh, mà đây không phải thế. Như chó ăn phân cho là sạch, lấy con mắt người xem thì thấy rất dơ. Thân này toàn cả trong ngoài, không có chỗ nào là sạch. Nếu yêu dáng ngoài của thân, toàn thân da mỏng bao bọc,
Nếu nắm cắt một miếng bằng ngón tay, ta sẽ thấy bài tướng bất tịnh, huống là cả 36 vật nhơ nhớp trong thân. Đó, đây là để răng, để nhắc chúng ta biết rõ bất thanh nó không sạch. Hơn nữa, xét ra nhân duyên tạo thành thân có bao nhiêu thứ bất tịnh. Trước tiên, do tinh huyết cha mẹ nghiệp thành là bất tịnh, thành thân rồi thường chảy ra các thứ bất tịnh, cho đến quần áo mền chiếu cũng là bất tịnh. Nếu đến khi chết thì sự bất tịnh không thể kể xiết. Do đó mình biết sống chết trong ngoài đều là bất tịnh, không có cái gì sạch thật hết á. Sau khi quán bất tịnh thành công, chuyển lên quán tịnh là thành công là cách sau, thì ở chỗ này hoặc là chỗ khác nó dạy rõ rằng khi mình quán thân nhơ nhớp hoặc là quán cái khi chết vân vân, cho đến bao giờ mình xét tới xét lui ngồi thiền, chỉ xét tới xét lui những vấn đề đó thôi. Tỷ dụ ngồi mình nhớ là tóc phải sạch không, không sạch, rồi tới da, rồi tới máu mủ vân vân, mỗi cái mình nhớ lại rồi thấy nó sạch hay không, thì cuối cùng mình thấy cái nào cũng nhớ nhớ. Mình quán tới quán lui một giờ hai giờ ngồi thiền đều quán vậy hết, đó gọi là quán bất tịnh. Mà mình quán cho tới bao giờ nhìn lại thân cái mình gốm, mình ghê gớm nó buông rợn óc, thấy mà gớm không chịu nổi, thì cái đó là cái hiện tượng quán bất tịnh thành công, thì phải chuyển qua quán tịnh. Thế còn để nó gớm quá rồi là tự tử, thì cái đó là cái trị bệnh mà rốt cuộc rồi thuốc trở thành ra bệnh không có lợi. Thế nên quán tới bao giờ nhớ lại thân mình, cái mình gớm nó, mình sợn óc, mình gớm không muốn thấy nó nữa, thì đó là dừng, là phải trở lại quán tịnh. Ở đây dạy cách quán tịnh. Sau khi quán bất tịnh thành công, chuyển lên quán tịnh, người tu tịnh quán có ba hạng: mới tập, đang tập, tập đã lâu. Nếu người mới tập, tức là người trước chưa phát tâm khi cốt, phải dạy rằng tưởng lột toát da ra, trừ dẹp hết máu thịt v.v. các thứ bất tịnh, quán bộ xương người đập đỏ, buộc ý quán tưởng không cho nghĩ gì khác, có nghĩ khác phải lôi trở về. Đây là quán tịnh. Nếu là người mới tập thì bảo tưởng lột toát da ra, trừ hết máu thịt các thứ bất tịnh, quán bộ xương người đó, lột hết da chỉ nhớ bộ xương thôi, bộ xương nó là đó, rồi buộc ý quán tưởng không cho nghĩ gì khác, vừa có nghĩ khác là kéo về thấy bộ xương đỏ đó. Nếu người đang tập, người tập hành đôi ba năm nên dạy tưởng toát da thịt quán xương đầu, không cho nghĩ gì khác, có nghĩ khác phải lôi trở về, quán cái xương đầu, nghĩa là lột da trên này hết, mình tưởng chẳng phải có lột thịt nha, lột da quán cái xương trên đầu, thấy cái xương mình rõ ràng, thì như vậy chỉ nhớ cái xương của mình thôi. Nếu người tập hành đã lâu, tức là người đã tu tập trải qua mấy mươi năm, nên dạy tưởng dẹp hết da thịt, buộc ý năm chỗ, đỉnh đầu trên này, trán chỗ này, giữa gặp mày chỗ này, chóp mũi ở dưới này, ngay quả tim ở dưới này, chủ ý năm chỗ ấy, quán xương không cho nghĩ gì ngoài, có nghĩ ngoài phải thu nhiếp trở về, thường xem xét tâm nó chạy đi phải lôi lại, nếu tâm mệt mỏi sẽ dừng lại chỗ buộc riêng, không chạy ra ngoài nữa, như con khỉ bị xiềng bên cây cột, nhảy nhót mệt rồi sẽ nằm lại bên cây cột, chỗ buộc tâm duyên như cây cột, ý niệm chăm chú
như sợi dây, tâm như con khỉ, lại như bà mẹ chăm giữ đứa con còn bú, không để nó rơi té. Hành giả quán tâm cũng như thế, lần lần chế phục được tâm, bắt nó ở một chỗ. Nếu tâm trụ được lâu, đó là hợp với pháp thiền. Nếu được thiền định thì phát ba tướng: một, thân thể vui vẻ, nhẹ nhàng, mềm dịu; hai, xương trắng phát ra ánh sáng trắng, trong như ngọc; ba, tâm dừng lặng, đó là tướng tịnh quán. Như vậy thì quý vị thấy Phật dạy chúng ta tu để mà trị bệnh. Nếu chúng ta đã trị được cái bệnh tham dục nhờ quán bất tịnh, thì cái bệnh tham dục nó hết, chúng ta gớm thanh quá rồi, thì giờ chúng ta quán tịnh. Tức là thân này chỉ nhìn vào mấy cái xương của thân mà quán, cột tâm một chỗ, quán cho tới khi nào thấy cái thân mình vui vẻ, nhẹ nhàng, mềm mại thì đó là một cái tướng tốt. Hai là thấy những cái xương trắng đó nó phát ra ánh sáng trong như ngọc thì đó là cái pháp quán tịnh nó được thành công. Và cái thứ ba là dừng lặng, tâm mình nó dừng lặng, không còn nghĩ cái gì khác nữa, đó là thành công. Như vậy đó là cái tướng tịnh quán, quán tịnh, quán bất tịnh rồi và chuyển là tịnh quán. Khi ấy được tâm hợp với sắc giới, ấy là 10 người mới học pháp thiền được tâm khế hợp sắc giới. Tâm hợp với pháp thiền tức là pháp sắc giới, tâm được pháp này và thân còn ở trong dục giới vẫn được ba tướng. Như chỗ này là nói rằng nếu chúng ta hợp được pháp thiền như vậy thì tâm mình nó hợp với quả sắc giới. Bởi vì sắc giới là, một là sơ thiền, chứng được sơ thiền; hai là nhị thiền; ba là tam thiền; tứ là, bốn là tứ thiền, tứ thiền thiên, đó là quả trời sắc giới. Nhưng mà người thấy được cái tướng này buổi ban đầu thì mới là cái tâm hợp với cái quả trời sắc giới, chứ chưa phải là đến sắc giới. Cho nên gọi là cái vị dị đáo địa đó, là chưa có đến được cái địa vị của sắc giới. Và khi đến đây, tuy rằng ở dục giới mà vẫn được ba tướng: một là tuy tứ đại thô mà được vui vẻ, mềm dịu, hình chất trong sạch, tươi nhuần, bóng láng, điều hòa, ấy gọi là tướng vui vẻ. Hai, hành giả nội quán thấy tướng xương trắng phát ánh sáng khắp chiếu, sắc nó trắng trong, mình thấy trong xương phát ra cái hào quang. Ba là tâm trụ một chỗ, tức là nó không có nhảy nhót như trước nữa mà nó an trụ, như thế gọi là tịnh quán. Trừ thịt quán xương gọi là tịnh quán. Quán như vậy thì nó sẽ bước vào được cái định sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, tức là lìa cái ngũ dục mà được vui vẻ. Rồi cái từ từ nó tiến lên nhị thiền là định sanh hỷ lạc, vân vân. Như vậy thì cái tu nó tiến từng bước từng bước. Đây là cái lối tu theo thứ bậc cho nó dễ hiểu dễ thấy. Đến cái pháp kế là pháp trừ nóng giận, pháp môn trị nóng giận. Như vậy thì quý vị nhớ cái pháp quán bất tịnh là để trị cái bệnh tham ái dục. Mà khi cái bệnh tham ái dục nó được chinh phục rồi, nó không còn ham nữa, nó sanh ra sợ luôn, thì phải chuyển qua cái quán tịnh là quán xương. Bây giờ tới cái pháp môn trị nóng giận. Nếu người nhiều nóng giận phải học pháp môn ba thứ từ tâm, hoặc người mới tập hành, người đang tập hành, người tập hành đã lâu. Người mới tập hành nên dạy tâm từ đến những người thân mến, thế
nào là tâm từ đến những người thân, nguyện làm cho họ được vui. Hành giả nếu được các thứ thân tâm vui thích, như khi lạnh được mặc ấm, khi nóng được mát, đói khát được ăn uống, nghèo túng được của cải, làm nhọc nhằn được nghỉ ngơi, vân vân, những thứ vui ấy nguyện cho người thân mến cùng được hưởng. Chuyên tâm nhớ từ, không nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Đó, đây là trị cái bệnh nóng giận. Mà muốn trị nóng giận thì phải dùng pháp gì? Pháp từ bi. Từ bi là thương người, đem cái vui của mình chia sẻ cho người khác. À, cái gì mình vui, mình thích đều đem ban phát cho những người thân của mình thì gọi đó là từ bi. À, bây giờ ở đây quán chứ không phải hành. Quán là mình tập tưởng nhớ, làm những việc đó bằng tâm tưởng chứ không phải là đi làm ở ngoài. Nhưng mà từ tâm tưởng thành công rồi thì cái hành động nó sẽ đến. Như vậy thì làm sao mà quán từ bi đối với cái người thân? Lúc đầu mình tu quán từ bi thì quán với người thân. Quý vị nắm vững cái nguyên tắc này là khi chúng ta thương ai nhiều thì không có giận người đó. Còn nếu chúng ta ghét ai nhiều thì sao? Thì họ cử chỉ nào cũng dễ giận hết đấy, phải không? Còn thương nhiều thì những cái cử chỉ sai lầm của họ mình tha thứ được. Cho nên muốn không nóng giận hay là bớt nóng giận thì phải thương người ta nhiều. Mà thương nhiều bằng cách nào? Tức là cái gì mình cho là an vui, là sung sướng, mình đều đem chia sẻ với họ. Đó gọi là từ bi. Từ bi là ban vui. Nghĩa là mình ban vui để cho người ta hết khổ thì đó là thực hành từ bi. Bây giờ đây, ví dụ mùa đông trời lạnh, lạnh cho mình được có cái áo ấm mặc vô, ấm quá, khỏe hết lạnh. Bây giờ phát tâm từ sao? Mình nhớ lại thân nhân của mình, hoặc là anh em, hoặc là cha mẹ, hoặc là những người thân quý. Mùa đông họ không có cái áo lạnh như mình. À, mình muốn rằng cái được ấm áp của mình đều đem đến được cho những người đó ấm áp như mình. Thì đó gọi là quán từ bi. Cái tình thương mình muốn đem cái gì của mình được hưởng để cho thân nhân của mình cùng hưởng như mình. Đó, mà muốn đây là mới khởi cái tâm chứ chưa phải làm, chưa phải hành động. Nhưng mà tâm mình khởi vậy rồi thì cái hành động nó mới đi tới. Nhưng mà chưa có khởi tâm thì làm gì có hành động. Nên đầu tiên dù mình chưa có cái áo thứ hai, thứ ba, nhưng mà vừa được mặc cái áo ấm, nhớ thương cha mẹ, anh em mình bị lạnh, thiếu cái áo ấm, mình thương xót, muốn cho họ được ấm như mình. Đó là quán từ bi. Như vậy thì ngồi nhớ lại cái gì mình được hưởng, được vui, đều muốn cho anh em, cha mẹ mình được hưởng, được vui như mình. Thì đó phải là quán từ bi. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Mới tập thì cái tình thương đem đến người thân là dễ, chứ còn người không thân thì hơi khó. Được kế, người đang tập hành nên dạy tâm từ đến những người không thân không sơ. À, nghĩa là ngoài bà con quý thuộc mình thì quán được rồi, cái gì mình an vui đều nghĩ những cái đó đều đem cho hết những người thân mình được an vui. Mình làm được điều đó rồi thì kế bước qua chặng thứ hai là với người không thân không sơ. Những người đó mình phải làm sao? Đây dạy
Thế nào tâm từ đến những người không thân không sơ, nguyện cho họ được vui. Hành giả nếu được các thứ thân tâm vui thích, nguyện cho những người không thân không sơ đồng cùng chung hưởng. Chuyên tâm nhớ từ, không nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. À, người không thân không sơ, ví dụ láng giềng mà chưa phải là bà con thân thuộc, nhưng vừa có được cái gì vui, cái gì tốt, muốn cho những người đó cùng được vui, cùng được tốt như mình, lúc nào cũng nhớ những người chung quanh, dù họ không phải là thân nhân của mình mà cũng muốn họ được như mình, được vui, được tốt, không có chỉ nghĩ cho mình thôi. Như vậy đó là cái giai đoạn thứ hai. Đến giai đoạn thứ ba, người tập hành đã lâu nên dạy tâm từ đến những người thù ghét. Thế nào tâm từ đến những người ấy, nguyện cho họ được vui. Hành giả nếu được các thứ thân tâm vui thích, nguyện những kẻ thù ghét đồng cùng chung hưởng. Sự hưởng này đồng với người thân mến, được bình đẳng nhất tâm, tâm tâm lập lớn thanh tịnh. Người thân, người không thân không sơ và kẻ thù ghét đều xem như nhau. Rộng đến cả thế giới, vô lượng chúng sanh đều kiếm được an vui. Khắp cả mười phương cùng đồng một tâm bình đẳng, rộng lớn thanh tịnh, xem chúng sanh cả mười phương như xem thân mình, thấy họ rõ ràng trước mắt, đồng được thọ hưởng khoái lạc. Khi ấy được từ tam muội, từ tam muội tức là lòng từ thành chánh định. Như vậy thì quý vị thấy đi từ bước, từ được cái gì vui, nghĩ cho thân nhân mình, anh em cha mẹ mình cùng vui. Bước thứ hai, mình được cái gì vui, nghĩ tất cả những người bà con láng giềng hoặc là xóm giềng không quen không thân ấy, mình cũng nghĩ họ được vui như mình. Đến cái thứ ba, những người mình thù nhất, mình ghét nhất, mình được cái gì vui cũng muốn họ được vui như mình. Thì tu cái đó dễ hay khó? Người thường thường mình ghét ai, mình thù ai mà nghe họ khổ thì mình vui hay buồn? Vui hay buồn? Nghe họ khổ là đáng kiếp à. Chứ không bao giờ nó tội nghiệp họ quá, khổ tội quá, không bao giờ có cái câu đó. Mà ở đây thì dạy mình phải đi tới cái chỗ đó. Người họ hại mình, họ ghét mình, họ thù quán mình, mà mình vẫn thương, có cái gì vui, muốn họ cũng hưởng như mình. Đó là cái lòng từ của khắp, phải không? Mà quán được dạy rồi, cái tâm mình mới là bình đẳng. Chứ còn không thì tâm mình nó cũng lệch, phải không? Hoặc là người thân, hoặc là những người không thân không sơ, còn với người thù thì nó dành ở bên, phải không? Không có nhập vào bộ. Nhưng ở đây thì không cho phép mình có cái tâm riêng tư như vậy. Đến kẻ thù của mình mà họ được cái gì vui, mình mừng cho họ. Mình được cái gì vui cũng muốn ban cho họ. Thì đó là cái tâm từ rộng lớn. Tâm đó mới là tâm Phật. Như vậy thì cái phần sau đó, quý vị thấy dễ quá là khó quá. Ai mà thù thì muốn trù ẻo và chết sốt. Chứ không bao giờ muốn cho họ được vui hết trơn. Người thù mà muốn cho vui là chuyện không có. Nhưng mà đây phải có. Chúng ta tu, phải tập như vậy thì mới không còn hẳn, không còn quán hận. Chứ là nếu mà còn trù họ, muốn cho họ bị khổ thì đó là còn quán hận. Tâm từ chưa có bổ khắp. Như vậy thì quý vị thấy cái tu rất là khó. Khó là gì? Chúng ta quen cái ích kỷ rồi, bây giờ muốn mở rộng ra thật là khó. Nhưng mà đã là tu thì không có
đặt nó trong một giới hạn mà phải cho nó bổ khắp. Mà khi nào mà tâm bổ khắp đó thì gọi là được từ tam muội, tức là lòng từ bi chánh định bổ khắp hết. Đây đặt câu hỏi: người thân mến, người không thân không sơ, nguyện cho họ vui, cho vui là được. Còn kẻ thù, ghét, hung ác, tại sao lại thương xót, nguyện được vui? Đây đặt câu hỏi để chúng ta hiểu thêm. Đáp: nên ban vui cho những người ấy. Vì sao? Người ấy còn bao nhiêu việc tốt là nhân của pháp thanh định. Tại sao ta nay lại do một cái thù nhỏ mà bỏ quên những cái tốt kia? Lại suy nghĩ, người kia thời quá khứ biết đâu không phải là thân quyến của ta, nay không thể do một chút sân mà sanh thù ghét. Ta phải nhịn họ, đó là thiện lợi của ta. Hoặc nghĩ, ta thực hành pháp nhân đức hàm chứa hoàn truyền sức từ bi vô lượng, không thể để cho nó tiêu mất. Lại nghĩ, nếu không có kẻ thù ghét thì làm sao thành tựu nhân sanh nhẫn? Sanh nhẫn là do kẻ quán thù ban cho. Như vậy kẻ quán thù là người thân thiện của ta. Mấy cái điều này tôi giải thích cho quý vị nhớ từng điều một. Bây giờ muốn ban vui cho kẻ thù quán của mình thì mình phải nghĩ trước hết là cái người đó họ làm những cái gì trái ý mình, thiệt thòi mình, cho nên mình quán, mình thù họ. Nhưng mà biết đâu họ có những cái đức tính tốt khác mà mình không thấy, phải không? Cũng như mình thấy mình tốt nhưng biết đâu mình cũng có cái xấu, cái ác khác mà mình quên. Như vậy thì người giàu xấu mấy cũng có những cái tốt. Chúng ta dù tốt thì cũng có những cái xấu. Nói dù tốt nó là nó an ủi nghe, chứ chưa chắc mình tốt thiệt. Vì vậy mà lúc nào ghét ai, thù ai mình cũng phải nghĩ rằng họ còn có những cái tốt. Mình không nên chấp cái lỗi lầm họ đối với mình mà sanh ra quán thù họ. Đó là cái nghĩa thứ nhất, cái đó là dễ thấy. Rồi cái nghĩa thứ hai là người đó biết đâu đời trước là cha, là mẹ, là anh em quý thuộc của mình. Bây giờ trở lại họ làm một vài cái mình trái ý mình thù ghét họ. Là thù ghét họ như vậy, biết đâu không phải mình thù ghét thân nhân mình. Vì vậy thôi, coi như đời trước bà con nhau hết. Bây giờ trở lại gặp thì có khi vui khi buồn, tất cả đều tha thứ, đều thương họ. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Thế cái giai đoạn thứ ba nghĩa là chúng ta đang làm những việc nhân đức và nguyện từ bi vô lượng thì không thể để cho nó tiêu mất. Mình làm chuyện nhân đức, làm việc từ bi, nhân đức từ bi thì không có quán thù, mà mình còn quán thù người này người nọ là chưa phải nhân đức, chưa phải từ bi. Vô tình chúng ta ôm cái quán thù là làm tiêu mất cái lòng nhân đức từ bi của mình. Vì vậy mà bỏ qua, đừng có quán thù. Rồi cái thứ tư, nếu không có kẻ thù ghét thì làm sao thành tựu nhân sanh nhẫn? Chúng ta tu là phải chứng được nhân sanh nhẫn và pháp sanh nhẫn. Mà nhân sanh nhẫn là nhẫn nhịn với người. Mà nếu nhịn được người để thành cái đức nhẫn nhục của mình mà không ai chửi mình hết là sao nhẫn? Chừng nào được cái đức nhẫn nhục, phải không? Người đó chửi mình
người đó hành hạ mình mà mình nhẫn được, mình nhịn được thì mình thành tựu được cái đức sanh nhẫn. Như vậy thì nhờ họ mình tiến lên, mang ơn họ mới dẫn họ tiến, phải không? Vậy đó, người tu nào mà thành tu phải nhớ vậy. Đừng có nói người đó hại mình là kẻ thù của mình, suốt đời không thèm ngó đến mặt họ, không bao giờ nghĩ vậy. Người đó họ hại mình, nhờ họ hại mình cho nên mình tập được thành tựu cái đức nhẫn nhục. Đó là nhẫn nhục, đó là nhẫn nhục với người. Còn nếu tu mà không thành tựu được đức nhẫn nhục thì sao? Trong lục độ đó, thì trong cái đó bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thực hiện định trí tuệ, tinh tấn thiền định trí tuệ, thì nhẫn nhục là một đức trong sáu đức. Người sáu đức đó là sáu đức ba la mật của Bồ Tát. Mà mình giờ mình muốn tiến lên thì cái đức nhẫn nhục mình phải thành công. Nằm muốn thành công thì phải sao? Phải chấp nhận người ta chửi, chấp nhận người ta mắng, chấp nhận người ta khinh bỉ, vân vân. Chửi họ, mắng họ, khinh bỉ mình, mà mình biết ơn họ, nhờ họ mà mình tập được cái đức nhẫn nhục. Biết ơn là quán trụ. Nếu người ta chửi mắng khinh bạc mình mà quán thù họ thì chừng nào mình thành tựu đức nhẫn nhục thì không bao giờ thành tựu. Mà không thành tựu thì tu có kết quả không? Không kết quả. Như vậy muốn tu có kết quả phải có trải qua những người chửi mắng đánh đập khinh bỉ. Biết đâu đó là Bồ Tát thử mình, phải không? Thử mình coi mình được chưa. Nhờ họ thử mà mình thành tựu đức nhẫn nhục thì người đó đáng cho mình kính, mình phục, mình thương, mình quý, chứ đâu có giận. Như vậy thì quý vị thấy cái pháp tu nó dễ là không? Mà làm được không? Phải được chứ. Tu tập thì phải được chứ đâu có không được. Không được thì chẳng lẽ dẫm chân tại chỗ hoài, phải không? Phải vươn lên, vươn lên thì phải qua mấy cái đó. Đó, như vậy thì chúng ta mới thấy sở dĩ thành tựu được cái sanh nhẫn là do chúng ta nhịn nhục được với những người họ làm khổ cho mình đó. Đây nữa thêm, hơn nữa quả báo của sanh là tối trọng trong các thứ ác, nó là bậc trên hết. Do sanh mà tàn hại người Phật, nó là cái độc mà không thể kềm chế được. Tuy muốn đốt người mà kỳ thật là thiêu mình. Nên tự suy nghĩ, bên ngoài mặc chiếc áo pháp, bên trong thực hành hạnh nhẫn nhục gọi là sa môn, thì đâu có thể nghe tiếng nói xấu liền thay đổi sắc diện, buông lung tâm tệ ác. Ở đây dạy cho chúng ta tu thật là chí lý, bảo rằng chúng ta tu mà còn ôm ấp cái nóng giận thì làm sao mà kềm chế được cái lỗi lầm. Mà mình đem cái nóng giận mà hại người thì chính đó là hại mình, phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ, có một Phật tử nào đi chùa 10 năm, 20 năm, ăn chay trường, tu cũng khá khá. Rồi có ai ở hàng xóm, họ lại dùng những cái lời hung dữ, chửi mắng, nói nhục, nói xấu đủ hết. Người đó nhìn không nổi, chửi mắng lại người ta, thì rốt cuộc sao? Mình chửi người ta nhưng mà đầu tiên ạ sẽ đánh giá mình, nói ăn chay 10 năm, 20 năm mà bữa nay cũng nóng, bữa nay cũng giận, thì như vậy có hết ngay, phải không? Như vậy tính hại người mà trở lại là tiêu hết cái công đức của mình. Vì vậy là nhịn tha thứ người ta là tốt nhất, phải không? Mình phải bước lên trên họ một bậc, thế đừng có đứng ngang với họ, phải không? Vậy đó là sáng suốt. Chứ còn nếu mà cứ tính cho bằng nhau thì không sáng suốt.
đây lại nói thêm thế này. Đây là nói nhắc người tu bên ngoài mặc chiếc áo pháp đó, quốc y hay là đắp y, bên trong thực hành hạnh nhẫn nhục gọi là sa môn đó, ở ngoài thì đắp y, ở trong thì phải có cái hạnh nhẫn nhục thì mới gọi là sa môn. Mà đã là sa môn thì đâu có thể nghe nó nói xấu, liền thay đổi sắc diện rồi buông lung luôn cái tâm tệ ác của mình. Vậy thì những người tu có nên giận không? Có nên giận không? Tu thì không nên giận, mà ai nói cái đó mặt chưa có giận cái đó mặt thôi. Nhưng mà vậy thì ráng kiềm chế thì cũng tốt. Đây là lại nghĩ thân ngũ ấm này là cái rừng đau khổ, là mục tiêu chịu đựng những điều tai ác, thì những cái khổ não tai ác đến làm gì tránh khỏi, như gai nhọn đâm vào thân, khổ não vô lượng, các thứ thù quán rất nhiều không thể diệt hết, phải tự bảo vệ bằng cách mang đôi giày nhẫn nhục. Như vậy thì chung quanh chúng ta biết bao nhiêu là cái người ở trong chĩa vào mình, bây giờ cũng thắng hết những cái đó. Tại sao? Chỉ đi đôi giày nhẫn nhục, phải không? Đi giày nhẫn nhục thì gai nó không đâm được, nên còn không có nhẫn nhục thì bị gai nó đâm. Bây giờ kết thúc thì dẫn lời Phật dạy: lấy sân trả sân, sân trở hại đó, sân mà không trả hay phá vung to. Người ta sân, ta giận, ta chửi mắng mình, rồi mình cũng chăm sân giận, mình chửi mắng lại họ, thì như vậy đó là sân trả sân thì không có ai hơn ai. Còn nếu mình sân mà không trả sân thì đó là mình phá được vung giận lớn rồi đó. Hay không sân hạn là pháp đại nhân, tiểu nhân sân hạn khó động như núi. Người nào không có sân hạn, người đó là tu pháp đại nhân. Còn người nào hay sân hạn không dẹp bỏ được, vững như núi, đó là hạng tiểu nhân. Tiểu nhân hay sân hay hạn. Sân là độc dữ, tàn hại rất nhiều, không thể hại người, trở về tự hại. Cái sân là cái thứ độc, thứ dữ, cũng như con rắn độc vậy đó, nó có những cái độc dữ, nó hại rất nhiều người, nhưng mà không thể hại được người, mà nó lại hại mình trước hết. Sân là tối lớn, có mắt không thấy, sân là bụi nhớ, ô uế tập tịnh tâm. Sân là cái tối lớn, khi nổi sân rồi thì không biết phải quấy gì nữa hết, phải không? Cho nên có mắt mà không thấy. Sân là bụi nhớ, tức là một cái lớp bụi nhơ, nó làm cho cái tâm mình nó bị ô uế đi. Sân độc như thế phải mau trừ diệt, rắn độc trong nhà không đuổi hại người. Vì cái sân nó là cái thứ độc nguy hiểm như vậy, cho nên chúng ta phải trừ diệt cho mau. Như con rắn độc ở trong nhà, chúng ta phải đuổi nó ra, nếu không đuổi nó ra thì nó sẽ hại mình không nghi ngờ. Sân hận như thế rất nhiều vô lượng, như vậy thì cái sân hận nhiều lắm kể không thể hết. Thường tập từ tâm trừ diệt sân hận. Nếu chúng ta tu thì phải tập cái tâm từ bi, thương hết mọi người mà để trừ diệt cái tâm sân hận. Được như vậy, như trên là môn từ tam muội. Người nào thực hiện được như vậy thì người đó tu được cái chánh định từ bi. Chánh định từ bi. Thì quý vị thấy qua cái phần thứ hai này chỉ cho chúng ta một cái lối tu rất cụ thể để cho lòng chúng ta mát mẻ, chứ còn không thì chúng ta cứ ôm ấp
Bây giờ giả sử chúng tôi hỏi tất cả quý vị có mặt ở đây, quý vị có ôm cái lòng thù ghét ai không? Có. Hết thiệt không đó? Mà nếu quý vị ôm cái lòng thù ghét người khác thì khi nào, hoặc là tối 9-10 giờ đi ngủ mà sực nhớ lại cái người mình thù mình ghét thì lúc đó quý vị ngủ ngon không? Cứ lạc quan trở lại, ôm tới ôm lui cái gì mà người ta đã làm khổ mình đó. Như vậy cho nên mình ôm cái lòng thù ghét người, chưa hại được người đã hại mình rồi. Vì vậy mà người tu phải tập cái tâm từ bi thương tất cả, chứ không nên quán thù, không nên ghét hại ai. Đó là người tu. Thôi, tới đây nghỉ. Hôm nay chúng tôi tiếp phần thứ 3, pháp môn trị ngu si. Nếu người nhiều ngu si phải học pháp môn đức thuyết nhiên danh sách, danh sách nếu có nghĩ dục ngoài tiệm thu nhiếp trở về. Nếu người tập hành đã lâu nên dạy vô minh duyên hành, hành duyên thích, thuyết duyên danh sách duyên lục nhập duyên xuất, xuất duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Như thế suy nghĩ không cho nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Tất cả người trí là minh, tất cả người ngu là vô minh. Trong ấy thế nào là vô minh? Ở đây tôi giải thích trước. Người nhiều ngu si phải học pháp môn ba thứ suy nghĩ. Suy nghĩ đây tức là quán chiếu, quán chiếu theo 12 nhân duyên. Tại sao người ngu si phải quán 12 nhân duyên? Bởi vì trong nhà Phật dạy, chúng ta vì không có thấy, không có biết đúng như thật, cho nên gọi đó là ngu si. Bây giờ muốn phá được cái ngu si đó thì chúng ta phải quán chiếu thấy đúng như thật. Mà từ thấy đúng như thật thì cái ngu si từ từ nó hết. Nhưng ở đây nó chia ra ba hạng người: hạng người mới tập tu, hạng người đang tập tu, và hạng người đã tập tu lâu. Bây giờ cái hạng người mới tập tu thì trong đây dạy chúng ta phải tập quán sanh duyên lão tử, vô minh duyên hành. Chỉ như thế suy nghĩ không cho nghĩ gì khác, có nghĩ khác thì thu nhiếp trở về. Tức là dạy trong khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta quán thân này có sanh ra, có sanh ra thì có già chết. Có người nào sanh ra mà không già chết không? Thì đó là một lẽ thật. Lẽ thật mà lâu nay nhiều người không có nghĩ hay là quên lãng đi. Cho nên ở đây, dạ, chúng ta phải biết rõ có thân này ra gọi là sanh, mà có sanh thì rồi sẽ đi tới già, già rồi chết. Đó là một lẽ thật của con người, không có tránh đâu khỏi được. Mà quán chiếu như vậy, thấy tường tận như vậy, đó là chúng ta có một phần trí tuệ. Rồi kế tiếp là quán vô minh duyên hành. Vô minh tức là từ cái mê lầm mà chúng ta tạo nghiệp, cho nên nghiệp là hành. Từ cái vô minh mà tạo nghiệp
nghiệp nó dẫn chúng ta đi trong sanh tử. Như vậy trong người hai nhân duyên ở đây dạy người mới tập tu nên quán sanh duyên lão tử, đó là hai sanh duyên lão tử rồi vô minh duyên hành. Như vậy thì cái đầu trong cái hiện tại, trong cuộc sống hiện tại là sanh rồi đi tới lão tử, rồi cái kế là cái vô minh, tức là cái nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta không biết phải là vô minh, từ vô minh mà tạo nghiệp dẫn đi trong sanh tử, thì chỉ quán đến quán lui tới lui mãi bao nhiêu đó, không cho nghĩ cái gì khác. Có nghĩ cái khác thì liền kéo nó trở về nhớ sanh duyên lão tử, vô minh duyên hành, vân vân. Cái nhớ bao nhiêu đó, cái chữ vô minh duyên hành ở đây tôi có thể dùng cái thí dụ nhỏ để cho quý vị dễ hiểu. Chữ vô minh là không sáng, mà nói theo cái nghĩa bóng của nó, vô minh có nghĩa là chúng ta mờ tối làm những việc không có suy nghĩ, không có trí tuệ. Từ cái làm việc không suy nghĩ, không trí tuệ, đó là vô minh. Hay nói cách khác là không hiểu đúng lẽ thật, đó là vô minh. Thí dụ như có ai đó vừa nói một câu trái lẽ, chúng ta nghe cái nổi giận lên, rồi khi nổi giận đó là lúc đó nó mờ mịt không sáng nữa, thì mờ mịt đó gọi là gì? Vô minh. Từ cái mờ mịt đó rồi có cái hành động hoặc là miệng chửi hoặc là tay đánh người ta. Như vậy thì miệng chửi tay đánh đó gọi là hành ha. Thì như vậy từ vô minh duyên hành rồi nó dẫn tới bao nhiêu thứ tiếp nối. Cho nên khi nào con người còn vô minh thì còn sanh tử, còn tạo nghiệp sanh tử. Vì vậy mà nó là cái gốc của luân hồi sinh tử. Quán chiếu đó thì gọi đó là mình tu thiền trị cái bệnh si mê. Đó là dạy người mới tập tu. Bây giờ người đang tập tu thì phải làm sao? Để quán biết hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Như vậy thì 12 nhân duyên đã đoạn trước, chúng ta đã hết 4 rồi. Bây giờ tới hành duyên thức, rồi thức duyên danh sắc, rồi danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Thì như vậy nó một mặt trong cái cuộc sống hiện tại, từ có cái hành tức là có nghiệp rồi, nó mới dẫn thành thức đi thọ sanh hay là đi tạo nghiệp. Từ cái thức đi tạo thọ sanh đó, nó có đầy đủ hai mặt danh và sắc, tức là vào bào thai cha mẹ hoặc là các cái loài khác, thì trong đó có hai phần: danh là tinh thần, sắc là sắc chất, là vật chất. Trong thân của chúng ta ai cũng mang sẵn hai phần vật chất và tinh thần, hay là sắc và tâm. Hai thứ đó nó có sẵn không tách rời được, cho nên trong bào thai nó có đủ hai thứ danh và sắc. Rồi danh sắc đó nó duyên lục nhập, từ cái danh và sắc cho nên nó có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Rồi từ lục nhập nó duyên xúc, thì có 6 căn rồi nó mới tiếp xúc cái 6 trần, thì xúc duyên thọ. Thì khi tiếp xúc cái 6 trần có những cái cảm giác khổ, vui, không khổ, không vui, thọ duyên ái. Khi mà mình có cảm xúc
những cái mình thích, những cái mình ưa thì gọi đó là ái. Rồi ái thì dương thủ, từ mình thích nó cho nên mình bảo vệ, mình gìn giữ nó, đó là thủ. Rồi thủ dương hữu, từ cái thủ đó mà rồi phải có sanh ở đời sau nữa, tức là sanh nơi này, nơi nọ. Như vậy thì đây là một mạch chỉ cho chúng ta thấy từ khi tạo nghiệp rồi thì nó dẫn cái thành thức đến thọ sanh. Trong khi đến thọ sanh thì có đủ cả tinh thần và vật chất. Từ có tinh thần vật chất nên có sáu căn tiếp xúc sáu trần. Từ tiếp xúc sáu trần thì có cảm thọ khổ vui, mà nếu cái gì vui thì mình thích thì có cảm thọ ái. Rồi từ cái ái mà mình bảo vệ nó, gìn giữ nó, cho nên rồi mất nó mình phải đi nơi khác tìm cho có thêm, tức là tiếp tục ở đời sau. Như vậy cái đoạn này là đang hành, khi chúng ta đang tu thiền quán chiếu để trị cái ngu si thì chúng ta phải quán như vậy. Từ hành duyên thức là một, thức duyên danh sắc là hai, danh sắc duyên lục nhập là ba, lục nhập duyên xúc là bốn, xúc duyên thọ là năm, thọ duyên ái là sáu, ái duyên thủ là bảy, bảy thủ duyên hữu là tám. Tám rồi cộng với bốn cái trước nữa thì như vậy chúng ta mới thấy cái con đường tu hành. Muốn cho chúng ta có đủ trí tuệ thì phải nhìn, phải thấy đúng như cái gì mà Phật đã thấy dạy chúng ta. Nhờ chúng ta quán chiếu như vậy, lâu ngày chúng ta được cái trí tuệ sáng suốt, không còn mù mịt, không còn ngu tối nữa. Đó là cái trạng đang tập hành. Bây giờ tới cái phần thứ ba là người tập hành đã lâu nên dạy vô minh duyên hành, hành duyên thuyết, thuyết duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. Nói tóm lại là dạy quán đủ 12 nhân duyên. Nếu người mới tập hành thì dạy chỉ quán có hai phần vô minh duyên hành, hoặc là thêm sanh duyên lão tử là bốn, chỉ có bốn cái. Còn người nếu mà tập hành được đang tập hành khá khá đó, thì quán thêm từ cái hành tới thuyết nhân dân. Còn người mà tập hành đã lâu rồi thì quán đủ 12 nhân duyên. Và khi quán đủ 12 nhân duyên thì trí tuệ chúng ta nó mới có đầy đủ. Vì vậy mà người tu phải nhớ rõ cái cuộc sống của chúng ta đời này đời sau nó ràng buộc, nó liên hệ với nhau do các cái nhân duyên nó tiếp tục, nó dẫn dắt, chứ không phải ngẫu nhiên mà có hay bỗng dưng mà thành. Vì vậy mà chúng ta nhớ kỹ từ cái mê lầm là vô minh, rồi tạo nghiệp là hành, rồi từ nghiệp nó dẫn thức đi thọ sanh là thức, rồi thức thọ sanh lúc đó vào thai mẹ nó mang cả cái phần thức là tinh thần, rồi cái xác chết là máu huyết của cha mẹ. Rồi từ có danh và có sắc rồi thì nó tạo ra sáu căn, từ có sáu căn rồi nó có cái xúc chạm sáu trần, từ cái xúc chạm sáu trần rồi có cái cảm thọ, từ cảm thọ là có cái yêu thích, từ yêu thích rồi có cái bảo thủ gìn giữ, từ cái gìn giữ cho nên có tái sanh đời sau, có tái sanh đời sau cho nên có sanh già bệnh chết. Cứ như thế suy nghĩ quán chiếu cho đúng, cho kỹ càng, không cho nghĩ cái gì khác trong cái giờ ngồi tu của mình, thì đó gọi là quán 12 nhân duyên. Mà nếu quán 12 nhân duyên thấu đáo rồi thì cái bệnh si mê nó sẽ hết. Bây giờ đây giải thích thêm cái gì là vô minh.
trí là minh, tất cả người ngu là vô minh. Tâm ấy thế nào là vô minh? Người ta giải thích người trí là minh, người ngu là vô minh. Hỏi thế nào là vô minh? Vô minh là tất cả không biết. Ở trong đây vô minh hay tạo có đời sao? Cái đáng có thì không, cái đáng không lại có. Bỏ các điều thiện, lấy các thứ ác, phá tướng chân thật, chấp các thứ giả dối. Nà, như trong phẩm vô minh tướng nói, thì đây tôi giải thích cho rõ một chút. Bởi vì vô minh ở đây nói rõ rằng là tất cả không biết. Không biết này nó đủ là không biết đúng như thật. Nà, tất cả không biết đúng như thật. Cho nên ở trong đây vô minh hay tạo đời sau, bởi vì không biết đúng như thật cho nên nó mới tạo nghiệp dẫn đi họ sanh ở các đời sau. Cái đáng có thì không, cái đáng không lại có. Quý vị biết cái gì đáng có thì không, cái gì đáng không lại có. Như hiện giờ chúng ta đối với cái thân này là cái thân tạm bợ, duyên hợp rồi tan, có đâu có đó rồi nó hoại đó. Như thế mà chúng ta lại trong nó thiệt. Còn cái tâm chân thật sáng suốt không sanh không diệt của mình là cái thật mà mình lại không biết. Nha, cái đáng có thì mình không biết, đó là cái chân thật của mình. Còn cái tạm bợ thì mình lại nói nó là thiệt. Như vậy đó là vô minh đó. Rồi bỏ các điều thiện, lấy các thứ ác. Các điều lành mình lại không làm, các việc ác mình cứ gây tạo. Đó là hiện tượng của vô minh. Phá tướng chân thật, chấp các thứ giả dối. Các thật thì mình lại không nghe, không làm. Các cái giả dối mình lại bảo vệ, mình gìn giữ. Đó là hiện tướng của vô minh. Bây giờ trong phẩm vô minh tướng có nói và kệ: pháp mờ mịt không sáng, không biết nghiệp đạo đức mà tạo nhân kiết sử. Như lửa nhân, lửa nhân kéo mà có. À, lửa nhân kéo mà có. Đây nói cái pháp mờ mịt, nó không có sáng, đó là vô minh. Không biết nghiệp đạo đức, tức là không biết cái nghiệp lành, không biết cái nghiệp dữ, mà tạo các cái kiết sử, tức là tạo các nghiệp ác. Giống như là người nhân, giống như lửa mình kéo hay là mình thấp đèn thì nó có, nó sáng. À, tại vì mình cứ tạo nghiệp ác thì nó phải dẫn mình đi cho khổ. Pháp ác mà tâm thích, xa bỏ các pháp lành, giặc cướp sáng chúng sanh xưa nay thường bị cướp. À, những cái pháp ác mà mình trong lòng lại thích lại ưa, còn những cái pháp lành mình lại xa bỏ, đó là cái giặc cướp, cái ánh sáng của chúng ta xưa nay đó, chúng ta thường bị nó cướp. Quý vị thấy ở đời ai mà thích cái ác, bỏ cái lành, đó là vô minh. À, bởi vì sao? Bỏ cái lành mà đi làm cái ác, tức là tạo cho mình những cái khổ mà mình cứ làm, thì chẳng khác nào như cái bọn giặc tới nó cướp hết cái ánh sáng của mình. Rồi trước và nay, xưa và nay đều luôn luôn bị cướp như vậy mà chúng ta không biết. Tướng thường lạc ngã tịnh, chấp trăm thanh ngũ ấm, pháp khổ tập diệt đạo cũng lại không thể biết. À, nghe pháp thường lạc ngã tịnh,
mà mình chấp ngay cái thanh ngũ ấm này, nó có đủ bốn cái pháp thường là ngã tịnh, vậy đó là vô minh. Như vậy thì thanh ngũ ấm chấp thường lạc ngã tịnh là sao? Như thanh của chúng ta nguyên nó là vô thường, mà có ai dám nói nó vô thường không? Nếu mà quý vị còn trẻ, ai nói anh chị học không có sống lâu đâu, nghe vậy có cảm tình không? Sao vậy? Nghĩa là họ nói mình không sống lâu cái thì liền kết tội nó trùng rủa mình, phải không? Trùng rủa mình thì người ta nói mình không sống lâu, đó là chưa nói gần như Đức Phật nói mạng sống trong hơi thở thì sao? Đức Phật có trùng rủa mình không? Hướng nữa là nói không sống lâu còn dài mà, phải không? Vậy mà mình không chấp nhận, đó là tại sao? Là tại mình nghĩ mình sống hoài, sống lâu, cho nên ai nói tới cái chết thì sợ lắm, không dám nghe cái chết. Cho nên chúng ta thường bị các thầy coi tai coi tướng đó, họ đánh lừa. Có ông thầy coi tai coi tướng nào mà lại coi tai coi tướng chúng ta mà dám nói là anh hay là chị 3 tháng nữa chết không? Hay là 2-3 ngày nữa chết không? Dù cái tướng cái tai nó có hiểm thì nó không dám nói nữa. Nói chắc người ta không trả tiền, phải không? Nên nói cái gì mà cho họ thích, cái gì mà chịu để cho họ móc túi ra đưa tiền cho mình. Vì vậy mà họ nói cái tốt không, ít có ai nói cái xấu. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta cứ bị lừa, muốn đi coi, đi bói đủ thứ để tìm cái gì cho tốt. Mà ngay cái thanh vô thường chúng ta nghĩ nó là thường, đó là vô minh. Rồi thanh này là vui hay là khổ? Có ai mà sinh ra lớn lên nghĩ đời mình là một cuộc đời đau khổ, có dám nghĩ gì không? Hay là nghĩ mai kia mình hạnh phúc lắm, phải không? Ngày mai giả sử lỡ nghèo chứ mai cũng vẫn còn hạnh phúc, cái lúc nào cũng mơ ước cái hạnh phúc nó chờ chừng mình sẽ đạt được, không gần thì xa cũng phải có hạnh phúc, cứ mơ được cuộc sống là hạnh phúc. Mà nghĩ sống hạnh phúc đó là lạc hay là khổ? Khổ. Vì vậy mà chúng ta cứ tưởng thanh này là thường, thanh này là vui. Rồi cái thanh này hỏi cái gì là chủ? Thì chúng ta ai cũng dỗ được tôi là chủ, chủ của thanh này. Quý vị thấy mình phải là chủ chưa? Nhiều khi tôi thấy nghĩ tới cười, mình tới giờ ăn rồi cái món này món nọ đó, mình bằng lòng để mình ăn, mình nhai mình nuốt vô, mình đem vô cho đầy cái bụng, nhưng vô trong cái gì nó không chịu, cái nó loại ra, nó làm khổ mình, phải không? Như vậy mình có quyền lựa chọn ở ngoài thôi, rồi vô đó thì cái gì đó nó có quyền lựa nữa, phải không? Có những cái mình đem vô trong nó lại rầy ra, nó làm rộng rộng ở trong, phải không? Thì như vậy thì mình làm chủ nó hay nó làm chủ mình? Nếu mình làm chủ nó cái gì đem vô thì phải tiêu hóa đàng hoàng, phải không? Không có được lôi thôi. Vậy mà có cái đem vô nó chấp nhận, rồi không chấp nhận rồi xanh cái này cái nọ, thì như vậy ai làm chủ ai? Vậy đó mà lúc nào cũng nói ta là làm chủ đó. Đó là tôi nói những cái rất là gần, còn xa hơn chút nữa thì ai có cái thân này mà muốn cho nó khổ đâu, muốn cho nó vui, muốn đủ thứ an lạc, nhưng mà thực tình muốn đâu có phải muốn là được, muốn mà có cái được cái không được. Như vậy thì tóm lại cái thân của chúng ta tưởng mình là chủ, có cái chủ thể nhất định,
nhưng thực ra nó là cái tướng duyên hợp, không có cái chủ thể, chỉ theo nghiệp mà nó kéo dài hay là ngắn. Nghiệp lành thì nó được tốt, nghiệp dữ thì nó phải chịu xấu, chứ không phải mình muốn mình chọn mà được. Đó là vì vậy mà Phật nói thanh này là vô ngã. Ngã nghĩa là không có cái chủ thể cố định, mà là duyên hợp hư giả. Rồi tới cái thứ tư là tịnh, là sạch. Ai cũng nghĩ thân mình là sạch, thân mình là đẹp, là sạch đẹp đó, tức là thuộc cái chữ tịnh đây. Nhưng mà quý vị xét kỹ, thân mình nó sạch hay là nó không sạch? Từ sáng đến chiều chúng ta cứ ngỡ là mình là sạch, cho nên đi ngang ai mà có người nào thấy mình đi ngang cái mà bụng mũi thì mình sao, mình có tức giận không? Tại tưởng mình sạch, cho nên ai mà tỏ cái vẻ hơi khít mình một chút là mình nổi giận liền. Mà sự thật có sạch gì đâu, xét cho cùng từ đầu tới chân không có cái gì gọi là sạch mà chúng ta cứ ngỡ là sạch. Cái máu huyết trong người là quý đối với sự sống, nhưng mà đem nó ra khỏi người mình rồi thì chúng ta cũng ghê gớm như thường, không có cái gì gọi là quý hết. Như vậy mà chúng ta tưởng là sạch, đó là tịnh. Như vậy không sạch mà tưởng là sạch, đó là mê lầm. Như vậy ai mà chấp thân năm ấm này nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, đó là vô minh. Nhưng mà ngay nơi chúng ta có cái gì thường lạc ngã tịnh không? Bởi vì cái thân sanh tử thì nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, nó bất tịnh, mà chúng ta là chấp thường lạc ngã tịnh là vô minh. Còn cái tánh giác của chúng ta là cái chân tâm chúng ta là thường lạc ngã tịnh mà chúng ta không biết. Chính cái tánh giác, cái chân tâm của mình, cái đó nó không có sanh diệt, cho nên nó là thường. Cái đó nó không có bị những cái gì ở bên ngoài áp bức nó, làm cho nó phải khổ sở, mà nó thường an ổn, vui tươi, cho nên nó là lạc. Nó mới là thật chủ, cho nên gọi nó là ngã. Nó không có bị nhiễm nhơ, cho nên nó là tịnh. Thì cái đó là cái thật của mình lại quên. Còn cái thân giả này, mình lại chấp thường lạc ngã tịnh. Vì vậy mình gọi đó là vô minh. Rồi cho tới pháp khổ tập diệt đạo cũng là như thế, tức là cái pháp khổ tập diệt đạo là chân lý, là lẽ thật Phật nói mà mình cũng không có hiểu, không có biết. Đường hiểm các thứ não, người mù đi vào trong, phiền não nên nghiệp tập, nghiệp nên khổ xoay vòng. Đó, các cái đường hiểm. Đường hiểm là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, là cái chỗ khổ, chỗ xấu xa, nó làm cho mình khổ. Mà người mù, tức là cái người bị vô minh đó, cứ chấp nhận đi vào trong những con đường đó. Rồi phiền não nên nghiệp tập, từ cái buồn thương giận ghét đó mà tạo các thứ nghiệp, mà từ nghiệp rồi phải bị xoay vòng trong sanh tử, không có dừng được. Không nên lấy mà lấy, nên lấy trở lại bỏ, theo đuổi tối sai lầm, dẫm phải gốc té nhào. Đó, đây là diễn tả cái người ngu si, vô minh. Cái không nên lấy mà lấy, cái nên lấy trở lại bỏ. Những cái tạm bợ của thế gian không có quan trọng, mà mình lại tìm kiếm nó, đặt nó là quý, là trên hết. Đó là cái không nên lấy mà lấy. Rồi cái nên lấy mà trở lại bỏ, tức là
đối với mình, cái chân chánh, cái lương thiện và cái tốt mà mình không chịu giữ, bỏ nó để tạo những cái xấu xa, như vậy đó là mình theo đuổi cái tối tăm, cái sai lầm. Giống như người mù cứ dấp phải những cái gốc cây rồi té nhào, không có biết hướng đi. Như vậy thì cái người vô minh là cái người làm những điều không đáng làm mà làm, điều đáng làm lại không làm, cho nên họ bị gặp những cái khổ dồn dập. Đó là hiện tượng của vô minh. Có mắt mà không huệ, thí dụ cũng như thế. Bởi nhân duyên ấy diệt trí sáng như mặt trời. Cái người có mắt mà không có trí huệ, chấp cũng như kẻ mù như ở trên. Bởi nhân duyên mê lầm đó mà chúng ta diệt được rồi thì trí sáng như mặt trời đó, thì sẽ được trí sáng, sẽ được minh. Như thế lược nói vô minh cho đến lão tử cũng vậy. Trong Phật pháp lý nhân duyên rất cao sâu. Tại sao người nhiều ngu si lại hay quán nhân duyên? Đây là một câu hỏi. Nói rằng cái lý nhân duyên của Phật dạy là sâu xa, là siêu thoát lắm, mà tại sao dạy người mù, một người ngu si quán cái pháp này? Đây đáp: có hai hạng người ngu si, hạng người mê muội như trâu dê, hạng người ôm các thứ tà kiến mê lầm đen tối là người ngu si tà kiến. Phật vì hạng người sao họ phải quán nhân duyên tập chánh định? Bởi vì ngu si có hai hạng, một hạng là ngu si không biết phải, không biết quấy, không biết tốt, không biết xấu, nên đây nó như trâu như dê. Đó là cái hạng đó thì thật là ngu si khó mà dạy thì tu được. Còn cái hạng người họ ôm ấp cái tà kiến mê lầm đen tối, cái họ chấp thế này thế kia, họ cũng suy nghĩ, họ cũng xét nét, họ biết nhưng mà biết lầm, biết sai. Thì cái người biết là lầm sai đó thì Phật vì họ bỏ bỏ quá cái nhân duyên để cho được cái chánh định. Đó là cái giải quán nhân duyên, là để trị bệnh cho những người ngu si mà thuộc về lại tà kiến đó. Như vậy thì ai cố chấp sai lầm thì nên quán 12 nhân duyên.